Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bác đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đồng Vận Tuấn Thành. Vâng, thưa quý anh chị và các bác, ngày hôm nay thì Tuấn Thành chúng tôi lại vừa hoàn thiện xong một chiếc đồng hồ cây với kích thước là cao 2m30 và cái sản phẩm này hàng liền toàn bộ. Và hơn thế nữa thì cái sản phẩm này là được một vị khách hàng cũng đã theo dõi các cái video trên kênh YouTube của Tuấn Thành cũng khá là lâu rồi. Thì anh Hoàng Phú Sơn có địa chỉ tại số nhà 8, ngõ 8, tổ 8, phường Xuân Hòa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh có cái số nhà ngõ và cái tổ rất là đẹp, 3 con 8 luôn các bạn. Đó. Và hôm nay thì Tuấn Thành vừa hoàn thành xong cái sản phẩm này và vừa lắp máy cũng như là lắp các cái bộ mặt kính các thứ của nó lên đầy đủ rồi. Vâng, và trước khi để bàn giao cái sản phẩm này đến cho gia đình anh Sơn tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì Tuấn làm một cái video nho nhỏ khoảng 5 đến 10 phút để giới thiệu cũng như là cho các bác xem review qua chi tiết cái bộ sản phẩm này để xem, cho các bác xem và tham khảo thêm một cái sản phẩm nữa bên đơn vị Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi đang vừa hoàn thành đang có trong những cái sản phẩm trong kho của mình các bác nhé. Dạ vâng, như các bác đã thấy thì đây cũng là một chiếc đồng hồ cây 2m3 như bao các cái đồng hồ cây khác mà các bác thấy ở trên thị trường và các bên đơn vị cơ sở khác đúng không ạ? Nhưng nhìn qua thì các bác thấy có vẻ là nó giống nhau, nhưng với cái sản phẩm này thì nó khác hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Và đây cũng là một cái mẫu sản phẩm mới nhất của bên đơn vị Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi. Và đây cũng là một cái mẫu thiết kế cao cấp nhất, là cái hàng đỉnh nhất ở bên đơn vị Đồ Gỗ Tuấn Thành chúng tôi và vừa mới hoàn thiện xong. Đây là một chiếc đồng hồ cây có kích thước tổng là cao 2m30 từ mặt chân đế lên đến đỉnh chóp chuông. Mặt rộng của cái sản phẩm này là 95 phân và chiều sâu là 41 phân. Đó, kích thước tổng của sản phẩm cao 2m3, rộng 95 và sâu 41. Toàn bộ cái sản phẩm này thì được làm 100% từ chất liệu gỗ hương đá Nam Phi. Và tại sao tôi lại gọi đây là một cái sản phẩm hàng đỉnh cao nhất bên đơn vị Đồ Gỗ Tuấn Thành? Thì bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bác biết những cái phần nó khác biệt hoàn toàn so với những cái sản phẩm mà các bác đang thấy trên thị trường. Đó, đầu tiên là về cái màu của cái sản phẩm các bác thấy không ạ? Với cái chất gỗ nào thì nó cũng sẽ có cái màu nó không thể đồng nhất với nhau được. Các bác có đồng ý không ạ? Bởi vì cái gỗ tự nhiên ấy, thì ngay kể cả một cái khúc gỗ thôi nó cũng đã có hai cái tông màu khác nhau rồi. Ở lõi một cái màu và ở ngoài rìa vỏ một cái màu. Đó. Và với cái sản phẩm này thì bác có thể thấy là cái màu mà Tuấn Thành lựa chọn gỗ cũng như là hoàn thiện lên. Bác có thể thấy là từ dưới lên trên nó đồng nhất luôn một màu, nó không hề có một chỗ nào đậm hay nhạt hơn một chút gì cả. Đó, là về cái màu. Thứ hai là về thiết kế các bác thấy ạ. Thiết kế của cái sản phẩm này chúng tôi làm cực kỳ là cân kiện. Từ trên xuống dưới kích thước là nó vừa phải này, độ rộng của cái phần bệ này và cái chiều sâu của cái cây, thân cây. Đấy, các bác nhìn chiều ngang này hay là nhìn chiều dọc hay là nhìn chéo thì nó cũng rất là cân kiện đúng không ạ? Bởi vì cái thiết kế này chúng tôi đã cũng qua rất là nhiều lần cải tiến thay đổi về kích thước cũng như là về các cái mẫu mã để làm sao cho ra được một cái sản phẩm nó hoàn chỉnh và hoàn hảo nhất như thế này. Đấy, điểm thứ ba nữa là về cái sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang làm liền. Ở đây các bác có thể thấy là thông thường là ở phần giữa của cái vòm này là sẽ phải ghép đúng không ạ? Thì với cái sản phẩm này thì chúng tôi làm liền luôn toàn bộ từ góc trái qua góc phải đây các bác nhá. Đó, nó liền luôn một cái giải này mà không những chỉ cái phần ngoài này đâu các bác nhá. Ở cả bên trong này đây. Đây cái phần bên trong nó rất là dày, độ dày của cái phần bên trong này là tốn nhiều nguyên liệu, nhiều gỗ nhất này. Đó. Thì chúng tôi đều làm liền hết. Đó, đến cái góc mép mòi này thì bắt buộc phải ghép. Ở đây là cái góc chéo thì nó không thể làm liền được các bác nhá. Đó, và từ cái góc này ra đến đằng sau này thì nó cũng liền luôn một tấm. Đó, đấy là cái điểm thứ ba của cái bộ sản phẩm này. Và hơn những thế thì chúng tôi còn có đặt riêng bên nhà máy sản xuất mũi soi để sản xuất nên một cái kiểu mũi soi để chúng tôi có thể đây các bác nhìn thấy này, tỉa được lên những cái đường nét này. Tất cả các cái chi tiết này ở trên cái sản phẩm này thì đều được tỉa bằng tay các bác nhá, không phải bằng CNC. Đó. Vâng, và tiếp theo các bác có thể thấy là ở phần mặt cánh này, thông thường như những cái sản phẩm hàng ghép thì chúng tôi sẽ phải làm ghép 4 tấm, 2 tấm ngang và 2 tấm dọc đúng không ạ? Thì với một cái sản phẩm đấy thì các bác nhìn có thể là nếu như những đơn vị khác người ta làm cái tay nghề kém ấy, thì các bác thấy là thứ nhất là nó sẽ có các cái vết ghép ở đây, thứ hai nữa là cái tông màu người ta lựa chọn nó không chuẩn thì nó sẽ bị lệch màu. Đó, với cái sản phẩm này các bác có thể nhìn thấy này, một tấm gỗ liền và cùng một tông màu luôn, hơn những thế nữa là được lựa chọn vân gỗ rất là đẹp. Và cái nước hoàn thiện của tôi thì phải nói là cực kỳ là kỹ càng các bác nhìn thấy ạ. Rất là mượt mà và mịn mà. Đó, không hề có một cái vết gằn nào ở trên cái mặt gỗ cả. Đặc biệt là những cái mặt phẳng này các bác nhìn nghiêng thấy cái vết gằn nó cực kỳ là rõ. Đó, đây các bác nhìn này. Sơn hoàn thiện rất là bóng. Đó. Và ở phần cánh dưới này đây. Kể cả cái phần cánh dưới này các bác nhá. Thông thường
thì là cái cánh dưới này nó sẽ hai thanh dọc này là phải ghép rồi đúng không ạ? Còn cái phần nửa đường tròn này đây này, đó, cái phần nửa đường tròn từ hai cái mép dọc này, đó, thông thường thì chúng tôi cũng sẽ phải ghép ở giữa này, đó, cái lý do mà để ghép là để mình có thể tận dụng được tối đa cái nguyên liệu, cái gỗ mà mình đã xẻ ra. Còn với các cái đường cong này thì bác có thể thấy là nó cong từ bên trái con phải, nghĩa là nửa đường tròn này nó liền luôn nửa đường tròn, và cái vân gỗ và cái màu gỗ được làm rất là đều, đó. Đấy, thì cái đây chính là những cái điểm khác biệt ở bên đơn vị đồ gỗ Tuấn Thành tôi. Và đặc biệt hơn nữa là các cái cột trụ này. Các cái cột trụ này chúng tôi làm 7 phân đủ. Thông thường như các đơn vị khác người ta chỉ làm khoảng độ 6 phân rưỡi thôi. Thì cái cột nó rất là nhỏ, nhìn nó mất cân đối đúng không ạ? Đấy, các cái cột này thì chúng tôi cũng vừa làm dày dặn này, vừa hoàn thiện rất là kỹ càng, tỉ mỉ. Cái thứ ba nữa là lựa chọn vân rất là kỹ. Và kể cả các cái hộp này đây, các bạn nhìn thấy ạ? Các cái hộp trụ để mà đặt các cái con tiện này đây, chúng tôi cũng làm liền luôn. Và đây tôi sẽ đưa cam lại gần hơn một chút để cho các bác có thể nhìn thấy được là cái hộp liền nó như thế nào. Đầu tiên các bác nhìn thấy hộp liền ạ, thì các bác chỉ cần lấy tay búng vào hay gõ vào đây, các bác có thể cảm nhận được ngay là cái chất âm và cái độ đặc của cái cục này nó như thế nào. Đó, nếu mà các bác búng thực tế thì các bác sẽ thấy, hoặc không thì bác nghe cái âm thanh này, đấy, nó rất là đặc thì cái âm thanh của nó sẽ khác đúng không ạ? Và đây, thứ hai là các bác có thể kiểm tra bằng cách nhìn vân. Đây, đưa ra cái góc ngoài này đây, cái vân của nó đây, từ trên này nó ăn xuống và bên mặt này nó ăn chéo xuống, thì đính chính là cái đường vân nó liền nhau, nó không bị đứt đoạn, thì chính là một cái hộp liền. Còn cái vân gỗ mà nhìn các bác nhìn này, đây nó ăn lên và đây nó ăn chéo, nghĩa là hai cái mặt này nó không liên quan vân gỗ liền với nhau, thì đấy chính là một cái hộp nó đã được đóng bốn miếng ván lại và ghép thành một cái hộp, thì nó sẽ cái giá trị của cái sản phẩm nó sẽ khác so với những sản phẩm hàng đặc như thế này. Dạ vâng, tiếp theo ạ, chính là cái phần vách hồi này. Thì thông thường những sản phẩm bình thường các bác thấy trên thị trường là người ta chỉ làm có khoảng độ 1.5 phân, 1.6 phân đúng không ạ? Ngay kể cả chúng tôi thôi, trước đây thì cũng làm có độ dày là 1.7 phân cho vách hồi này thôi. Đó. Và với cái sản phẩm này thì là cái sản phẩm đỉnh cao cũng là cao cấp nhất bên đơn vị đồ gỗ Tuấn Thành. Thì các bác thấy là ở cái vách hồi này chúng tôi làm dày 2 phân. Đó, nó dày dặn hơn và không những thế là lại được lựa chọn vân gỗ rất là kỹ càng. Đây các bác nhìn ạ. Màu thì đều tăm tắp luôn đúng không ạ? Không có một cái chỗ nào đậm nhạt hơn. Và cái vân này các bác nhìn ạ. Cái vách hồi này là cái phần mà các bác nhìn thấy vân rõ nhất này. Nên chính vì vậy là chúng tôi sẽ phải lựa chọn ở một cái tấm gỗ xẻ ra, thì nó không phải là cả nguyên một tấm nó đều có vân gỗ các bác nhá. Nó sẽ có một nửa tấm gỗ là có vân thôi, còn một nửa nó sẽ là những cái vân nó nhờ, nó không có vân rõ. Đấy, nó không nét. Thì chúng tôi sẽ phải lựa ra những cái phần mà vân gỗ đẹp nhất để cho vào cái vách hồi này. Đấy, còn chẳng hạn là các bác bảo là thế cái còn cái phần mà nó ít vân thì mang đi đâu đúng không ạ? Thì các cái phần ít vân thì cô sẽ cho vào những cái phào dưới đáy này, hay là những cái thang đằng sau này. Nó là những cái phần chi tiết nó không quá quan trọng và nó không phô được ra cái phần đẹp nhất của cái vân, nên là chúng tôi sẽ cho vào những vị trí nó ít quan trọng hơn, và cái tầm nhìn nó sẽ hạn định, nó ít nhìn thấy hơn, để các bác có thể lựa được ra những cái phần gỗ nó vân đẹp, cho vào những cái phần mà các bác nhìn thấy rõ, để cái sản phẩm nó được hoàn hảo, nó được sang trọng hơn khi các bác đặt ở trong nhà. Và đặc biệt là khi có bạn bè vào, các bác nhìn thấy là một cái sản phẩm nó đẹp và cái vân gỗ nó đẹp như này, thì nó không những thể hiện được cái sự tỉ mỉ chi tiết trong cái khâu lựa chọn sản phẩm của các bác, mà những người bạn vào họ còn đánh giá là mình là một người rất là kỹ càng, chu toàn, tỉ mỉ. Do các bác, một cái sản phẩm mặt tiền nó đẹp thì đã không nói là gì rồi đúng không ạ? Và để một cái sản phẩm nó đẹp hoàn hảo hơn nữa thì cái phần mặt tiền, không chỉ phần đẹp phần mặt tiền thì và cái phần mặt đáy hậu của nó cũng phải đẹp, thì một cái sản phẩm nó mới gọi là hoàn hảo, thực cực kỳ hoàn hảo đúng không ạ? Thì xin thưa các bác, đây là một tấm vách hậu đằng sau. Thì chúng tôi hiện tại đang là vách hậu này, chúng tôi đang làm độ dày là 1 phân đủ và một tấm ván hậu liền các bác nhá. Đây là các cái thang để chúng tôi gá vào thêm để giữ cho cái hai cái thân khung này nó không bị nghĩa là cái thân khung này rất là dài, thì theo thời gian nó có cái gá này nó đỡ ở đây, nó không bị vênh ra để nó làm cái kết cấu của nó thay đổi. Nên giờ chúng tôi sẽ có hai cái ở đầu này và hai cái thang ở giữa để nó giữ cho cái kết cấu của cái thùng này nó luôn được vuông vắn và nó giữ cho cái ván này nó lúc nào nó cũng phẳng đó. Và cái tấm ván hậu này thì là chúng tôi làm một tấm ván hậu liền. Đây các bác có thể nhìn thấy ạ, đây chính là một cái bản gỗ này, một cái bản gỗ liền, thì các bác có thể nhìn thấy đúng không ạ? Như Tuấn vừa nói ạ, nó chỉ có một phần ở giữa này là có nhiều vân thôi, còn hai phần hai bên thì cái vân nó sẽ nhờ như này, nó không nét rõ vân. Thì cái việc lựa chọn cái tấm vách hồi đẹp ấy, thì các bác có thể thấy là chúng tôi sẽ phải xẻ này, đấy, chỉ lấy cái phần có vân này thôi, còn các cái phần ở sườn này chúng tôi sẽ phải làm vào cái công việc khác, và nó
Ở đây ví dụ như cái thang này, ở các cái phần thừa bên ngoài này chúng tôi sẽ vào làm thang. Đấy nên là cái lý do mà Tuấn bảo là để lựa chọn được một cái chiếc đồng hồ cây nó hoàn hảo và nó cực thực sự là hoàn hảo, là nhiều vân, màu đẹp và không bị lỗi, thì chúng tôi sẽ phải lựa chọn, phải loại bỏ rất nhiều những cái phần gỗ nó ít vân và bị lỗi đi thì mới lựa chọn ra được những cái vách hồi mà các bác nhìn thấy như vừa nãy Tuấn chia sẻ ấy, là nó thực sự là nhiều vân và không bị lỗi đó. Vâng, và tất cả các chi tiết các bác nhìn đằng sau đấy ạ, đều không có một chút rác hay là cũng không có một chút sâu dập ruột hay không có một cái màu nào nó khác đi so với cái màu ở mặt tiền, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái sự khác biệt và cái sản phẩm mà gọi là đỉnh cao nhất ở bên Tuấn Thành hiện tại chúng tôi đang có là như vậy. Xin chia sẻ với các bác là như thế ạ. Vâng, với cái sản phẩm này thì hiện tại Tuấn Thành đang thiết kế cái vỏ thùng này có thể lắp được hai loại máy, chính là máy điện tử và máy cơ. Thì với cái sản phẩm này thì hiện tại chúng tôi đang làm theo yêu cầu của anh Sơn là lắp máy điện tử và một bộ mặt diện đồng sâm chữ men sứ và sơn màu vàng kim. Thì đây chính là một bộ mặt đồng sâm này. Tất cả các cái mặt này, ba quả tạ và cái thanh đàn này thì đều được làm bằng chất liệu là đồng sâm và được sơn phủ một cái màu vàng kim. Đó, cái màu vàng này thì nó sẽ nhạt hơn một chút so với cái màu mạ vàng 24 các bác nhé. Với cái màu mạ vàng 24k thì nếu các bác muốn sở hữu cái bộ đó thì sẽ phải chi phí thêm là 5 triệu nữa. Bởi vì để mà mạ lên một cái bộ này với cái chất liệu mạ vàng 24k đó thì cái chi phí để mà dát và cái công để người ta dát là một bộ này là bao gồm là 5 triệu. Thì bác nào có nhu cầu hoặc là có điều kiện muốn sử dụng bộ dát vàng đó thì cứ thông tin lại cho Tuấn Thành thì Tuấn Thành sẽ đưa cái bộ đó đi dát cho các bác. Và cái chi phí của bộ đó là 5 triệu các bác nhá. Nó sẽ chênh lệch 5 triệu so với bộ này đấy ạ. Đấy. Thì cái bộ sản phẩm này hiện tại Tuấn Thành đang lắp cho anh khách đó chính là một bộ máy điện tử Sunny. Thì xin thưa với các bác là đây cũng là một cái bộ máy mà hiện nay nó chính là cái bộ máy tốt nhất trong cái dòng máy điện tử lắp cho đồng hồ cây hiện nay. Với cái bộ máy này thì nó sử dụng hai quả pin và hai quả pin này thì cũng là hai quả pin hãng có độ bền khoảng từ 6 tháng, trung bình nó khoảng độ từ 6 đến 8 tháng. Và một năm thì chúng mình các bác chỉ sử dụng hết hai đôi pin thôi các bác nhá. Và thông thường thì Tuấn Thành sẽ có một đôi pin lắp sẵn ở trên này cho các bác và một đôi pin tặng kèm. Thì với một sản phẩm các bác mua bên Tuấn Thành máy điện tử này thì nó cũng các bác cũng dùng đâu đó khoảng độ một năm, hơn một năm thì các bác phải mua cái đôi pin mới. Và nếu như ở bên chỗ các bác không có pin mới mà các bác muốn sử dụng pin ở Tuấn Thành thì các bác cứ thông tin liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi ship code đến cho các bác nhá. Trong vòng khoảng độ 2 đến 3 ngày là pin nó có thể đến tận nơi các bác rồi. Đó. Thì đây là một bộ máy điện tử Sunny được nhập khẩu từ Hàn Quốc. Và ở trên thị trường hiện nay Tuấn có nhận được rất nhiều thông tin, đó chính là em có cái máy điện tử nào mà 12 pin hay không. Thì xin thưa các bác là không có cái hãng nào nó sản xuất máy mà lắp 12 pin cả. Và người ta thường quảng cáo là 12 pin thì cái thời gian nó chạy được phải được vài năm mới hết, đúng không ạ? Và xin thưa các bác, cái điều đấy nó là không đúng. Bởi vì không phải là các bác cứ lắp nhiều pin là cái thời lượng pin nó sẽ lâu hơn. Bởi vì nó lắp nhiều pin thì các bác hình dung nó nghĩa là cái công suất của pin nó sẽ cao hơn thôi, chứ không phải là cái thời lượng pin nó sẽ lâu hơn đâu. Nên là các bác đừng nhầm lẫn cái việc đó để các bên khác người ta cứ quảng cáo 12 pin chạy được mấy năm mới hết, không có cái điều đó đâu các bác nhá. 12 pin đó chính là những cái máy họ chế ra để lắp được thêm nhiều pin hơn thôi. Nhưng mà về cơ bản lại là về cái nó chỉ tăng công suất hoạt động lên chứ không phải là tăng cái thời gian sử dụng lên. Các bác cần nhớ rõ cái điều đó nhá. Và các cái bộ máy mà có thể lắp được 12 pin ấy thì nó không phải là hàng chính hãng, hàng đấy là người ta có thể chế cháo được, nên là những cái sản phẩm đó thì Tuấn Thành không lắp. Đấy, chỉ lắp những cái sản phẩm chính hãng, nó chỉ sử dụng được một đôi pin và hai quả pin thôi. Các bác có thể sử dụng 6 đến 8 tháng trong vòng một đôi pin đó. Vâng, và điều cuối cùng mà các bác đang quan tâm nhất ở cái sản phẩm này đó chính là giá của cái bộ sản phẩm này là bao nhiêu, đúng không ạ? Vâng, và tất cả các chi tiết thì Tuấn cũng đã vừa giới thiệu cho các bác rồi. Từ cột này, từ cái vòm liền này, từ cái cánh liền này, đấy, từ cái lựa vân này, và từ cái độ dày của gỗ này, và cái cuối cùng đó chính là cái màu của cái sản phẩm này. Thì tiếp theo nữa đó chính là về bộ máy lắp, thì hiện tại cái sản phẩm này nó đang có giá là bao nhiêu, thì rất nhiều bác cũng đang quan tâm đến cái giá của sản phẩm này, đúng không ạ? Thì bây giờ thì Tuấn cũng xin công khai báo giá luôn cái sản phẩm này cho các bác. Thì hiện tại cái sản phẩm này chúng tôi đang chuẩn bị bàn giao cho anh Sơn có mức giá là 18 triệu đồng với cái sản phẩm hàng liền này. Còn nếu như các bác là không làm liền phần cánh, không làm liền phần vòm thì nó chỉ còn mức giá là 16 triệu đồng thôi các bác nhé. Và đặc biệt nữa là các bác bỏ không lắp cái phần kính lồi và bỏ cái kính viền đồng này đi thì nó sẽ giảm được 1 triệu nữa là chỉ còn 15 triệu đồng thôi. Nhưng với sản phẩm này thì hiện tại đang có mức giá là 18 triệu đồng và chúng tôi hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong vòng 60 cây. Thì hiện tại Tuấn check cái địa chỉ của nhà anh Sơn, từ cơ sở đến nhà anh Sơn thì nó khoảng độ
38 đến 40 cây, thì nghĩa là vẫn trong cái khoảng cách mà được miễn phí vận chuyển, thì cái sản phẩm này nó vẫn chỉ có mức giá vận chuyển là 18 triệu đồng mà thôi. Đó. Các bác nhớ rõ nhá, với một sản phẩm đỉnh cao nhất ở bên đơn vị đồ gỗ Tuấn Thanh, với cái chất lượng cực kỳ là sắc nét cũng như là cái kiểu dáng rất là cân kiện hài hòa, với một chiếc đầu hồ cây 2m3 chất liệu gỗ hương đá này 18 triệu, các bác có thể cân nhắc với cái sản phẩm khác ở trên thị trường hiện đang có để có thể đưa ra quyết định cuối cùng cho gia đình mình là có nên sử dụng cái sản phẩm của Tuấn Thanh hay không. Dạ vâng, và cái điều cuối cùng mà Tuấn muốn truyền tải với các bác đó chính là cái sự khác biệt nữa của Tuấn Thanh với các đơn vị khác trên thị trường mà các bác đang theo dõi. Đó chính là với tất cả các sản phẩm về đồng hồ cây của Tuấn Thanh thì các bác mua thì các bác có cái quyền yên tâm hơn về cái chế độ bảo hành sau này, bởi vì tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có đi kèm một tấm sổ bảo hành. Thì đây chính là cái tấm sổ bảo hành rất là cao cấp. Cái vỏ này cũng được chúng tôi lựa chọn rất là kỳ công và đặt ở một bên đơn vị thiết kế rất là có cái kinh nghiệm đó. Và ở bên trong này thì sẽ có cái lời cảm ơn của bên đơn vị đồ gỗ Tuấn Thanh này, có thông tin sản phẩm này, thông tin của các bác mua hàng và cái thời gian bảo hành, ngày bảo hành, chữ ký của hai bên, và đặc biệt nữa là có con dấu đóng của bên đơn vị đồ gỗ Tuấn Thanh chúng tôi để cho các bác có thể yên tâm hơn khi sử dụng các sản phẩm của chúng tôi. Các bác lo là vấn đề sau này sử dụng nó có vấn đề gì thì sẽ được bảo hành như thế nào, thì với cái tấm sổ bảo hành này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề này đó cho các bác. Hơn thế nữa thì với tất cả các sản phẩm của Tuấn Thanh từ giờ đến cuối năm thì các bác mua thì đều được tặng kèm thêm một cái món quà, và trên tay Tuấn đây thì chính là một cái phần quà để có thể tặng cho anh Sơn và cho bất kỳ bác nào đó khi mua một cái sản phẩm của Tuấn Thanh, đó chính là một chiếc vòng tay bằng chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Đây các bác có thể nhìn thấy ạ, một chiếc vòng tay rất đẹp bằng chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Đây Tuấn đeo lên tay thử cho bác xem nhé. Ở đây là một chiếc vòng tay chất liệu gỗ chắc đỏ đen size 12 ly. Đó, size 12 ly các bác nhé, rất là to. Và với cái vòng tay này trên thị trường hiện tại đang có giá là khoảng độ 250.000 đến 300.000. Đó. Và với một chiếc hộp gấm rất là sang trọng. Đây các bác nhìn thấy ạ, một chiếc hộp gấm cực kỳ sang trọng được tặng kèm với tất cả với tất cả những sản phẩm của Tuấn Thanh hiện tại đang có. Đó. Thứ nhất là được tặng có kèm một sổ bảo hành để các bác yên tâm hơn về cái chế độ bảo hành sau này này. Cái thứ hai đó chính là được tặng kèm thêm một chiếc hộp gấm đựng một chiếc vòng tay chắc đỏ đen. Vâng, và cuối cùng thì Tuấn xin cảm ơn tất cả các bác đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video này của Tuấn Thanh, và hy vọng với những cái chia sẻ vừa rồi thì bác có thể thêm một cái sự tham khảo cho cái quyết định của mình trong cái thời gian tới, đặc biệt là sắp tới là còn khoảng độ gần 2 tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi, thì Tuấn biết là các bác cũng đang dục dịch đi tìm những đơn vị nào đấy để có thể sắm được những sản phẩm để kê trong gia đình mình để đón Tết Nguyên Đán, đúng không ạ? Thì hy vọng với cái video này thì có thể góp một phần nào đấy giúp các bác hiểu hơn về cái sự khác nhau giữa một cái sản phẩm hàng liền, một sản phẩm hàng đỉnh cao với một sản phẩm hàng thông thường, và cái giá của nó thì các bác có thể chấp nhận được hay không để có thể sở hữu được hai cái sản phẩm nó khác nhau như vậy. Đó, và các cái chế độ bảo hành và vận chuyển của chúng tôi nó sẽ như thế nào các bác, để các bác có thể ra quyết định cuối cùng của mình. Bây giờ thì Tuấn xin kết thúc video của mình tại đây để bọc cái sản phẩm này vào và bàn giao tới gia đình nhà anh Sơn, và chúng tôi sẽ còn một cái video nhỏ nữa, đó chính là bàn giao cái sản phẩm này tới gia đình nhà anh Sơn để các bác kiểm nghiệm được đây có lại phải là cái sản phẩm mà chúng tôi đã bán cho gia đình anh Sơn hay không, hay chỉ là cái sản phẩm mà chúng tôi chỉ có làm video cũng đăng lên đây để quảng cáo, để nói cho bác nghe hay thôi. Đó, thì tất cả các sản phẩm chúng tôi chia sẻ và review thì đều bảo giao cho ai thì cái sản phẩm đó đều là giao đi cho chính khách hàng đó các bác nhá. Và sẽ còn một cái sản phẩm một video nữa để quay về cái quá trình bàn giao, cũng như là khi anh Sơn anh nhận được cái sản phẩm này sẽ có cái cảm nhận như thế nào để các bác có thể hiểu rõ nhất. Đó là những cái lời cảm nhận của khách hàng chứ không phải là chúng tôi yêu cầu khách hàng nói hay là cái lời mà chúng tôi quảng cáo PR, nên là cái lời của khách hàng nó sẽ là cái lời chân thành nhất để các bác có thể có niềm tin và đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Và bây giờ thì xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tuấn Thanh. Nếu các bác yêu quý Tuấn thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh ở góc phải màn hình để Tuấn có động lực làm thêm nhiều hơn nữa những video khác để gửi tới các bác nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ. Xin chào.